cả đất nước đang âu lo với những tin tức về dịch Covid. Thủ tướng đã ban ra nên ở nhà người ơi. Phục thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiếu đất màn trời. Tin đưa 1, 2, 3, 4, 5 sau chung, ca lây nhiễm đã chữa lành sống, đã mạnh khỏe như thường. Những ngày thầy thuốc ơi, tám anh chưa hay hùng hô. Niềm tin dâng cao, thắng dịch Covid, tổ quốc thân. Công an phường ta từ bấy lâu nay đã gắng sức với những nỗ lực giữ an toàn cho dân. Từ biên giới núi cao tròn vòn cho đến đâu xa thì thành nông thôn, đang đoàn kết thương hiệu bao gian khổ sẻ chia. Giữa những khốn khó sáng lấp lánh và hòa cuộc đời, trao nhau yêu thương giữa gian nan siết chặt tay nhau. Niềm tin tưởng sáng lòng lành, trong mắt tình nguyện viên sinh viên, tam phúc thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiếu đất màn trời. Tin đưa 1, 2, 3, 4, 5 sau chung, ta lấy nhiệm đã chữa lành xong, đã mạnh khỏe như thường. Nhưng người thầy thuốc ơi, các anh chưa hay hùng hô. Niềm tin dâng cao, tình nguyện viên sinh viên tam phúc thay những người.